Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi chữa ôn hè toán 4 với chủ đề tính giá trị của biểu thức. Nội dung này được trích ở trong bài số 14 trong sách ôn hè toán 4 trang 40. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng bài. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ý tiếp theo. Đề bài của chúng ta lại có 7/6 trừ 5/18 cộng với 1/3. Ở bài tập này, chúng ta nhận thấy rằng biểu thức của chúng ta có phép trừ và phép cộng. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải. Và vì đây là cộng trừ các phân số, do đó chúng ta phải đưa về cùng mẫu số. Các em nhận xét 18 chia hết cho 6 và 18 chia hết cho 3. Như vậy mẫu số chung của chúng ta sẽ bằng 18. Vậy chúng ta sẽ đưa các phân số về mẫu chung bằng 18. 18 chia 6 được 3, nhân cả tử và mẫu của 7/6 với 3. 7 nhân 3 bằng 21. Phần 18 trừ đi 5/18 cộng với 18 chia 3 được 6, nhân cả tử và mẫu của 1/3 với 6. 1 nhân 3 bằng 6. 3 nhân 6 được 18. Tới đây chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải. 21 trừ đi 5 thì bằng 16, ra được 16/18 cộng với 6/18. 16 cộng 6 chúng ta được kết quả bằng 22/18. 22/18 chúng ta thấy rằng phân số này chưa tối giản, cả tử và mẫu đều chia hết cho 2, chúng ta rút gọn thành 11/9. Chúng ta cùng sang ý tiếp theo. 3/8 cộng với 4 chia cho 16/3. Chúng ta nhận thấy rằng trong biểu thức này của chúng ta có phép cộng và phép chia. Như vậy chúng ta phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, sau đó chúng ta sẽ ưu tiên phép tính 4 chia cho 16/3. Chúng ta sẽ chuyển phép chia phân số thành phép nhân phân số. Chúng ta sẽ được 3/8 chia cho 16/3, chúng ta chuyển thành phép nhân, nhân 3/16 cộng 4 nhân với 3/16. Chúng ta giữ nguyên 3/8 cộng với 4 nhân 3/16 thì bằng 12/16. 12/16 kem rút gọn cho 4, chúng ta được 3/4. Chúng ta nhận thấy 8 chia hết cho 4, như vậy mẫu số chung bằng 8. Chúng ta chuyển 3/4 thành 6/8. 3/8 giữ nguyên này cộng với 3/4 chuyển thành 6/8. Bài toán trở về dạng cơ bản, cộng 2 phân số cùng mẫu số, chúng ta được kết quả bằng 9/8.